Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục VGC Pokemon mỗi tuần. Nó sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon cũng như là lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra những phong cách chiến đấu cho Pokemon mà các bạn yêu thích. Như vậy là đã gần kết thúc hành trình của những Pokemon huyền thoại cấp cao trên đấu trường VGC. Tháng sau thì chính thức Regulation Age sẽ được khởi tranh với việc cấm hết tất cả các Pokemon huyền thoại cũng như là Paradox, thì sẽ mở ra một đấu trường VGC hết sức nhộn nhịp với những Pokemon bình thường và các chiến thuật cũng đa dạng không kém. Để chuẩn bị cho đấu trường VGC sắp tới, hôm nay chúng ta sẽ cùng giới thiệu về một Pokemon được mệnh danh là siêu anh hùng trong thế giới Pokemon. Đó chính là Palafin, là một Pokemon mới xuất hiện ở Gen 9 và cũng là một nhân tố đặc biệt bởi sức mạnh và khả năng của Pokemon này là rất bí ẩn và vô cùng to lớn. Không chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sức mạnh của Pokemon anh hùng đại dương Palafin. Tổng quan về sức mạnh. Palafin là một Pokemon khá đặc biệt bởi mang trong mình hai hình dạng. Thường Pokemon này sẽ hoạt động với hình dạng cơ bản nhất, với ngoại hình là một chú cá heo dễ thương. Ở trạng thái này thì nó có tên gọi là Zero Form, với tổng chỉ số chỉ ở mức 475. Nếu nhìn sơ qua thì sẽ thấy nó rất thấp để trở nên mạnh mẽ trên đấu trường. Hai điểm sáng duy nhất ở dạng này là sinh lực và tốc độ của nó mà thôi. Nhưng không sao, hình dạng thứ hai mới là thứ khiến cho nó trở nên nổi tiếng đến vậy. Hình dạng này là trạng thái rất đặc biệt, bởi lúc này ngoại hình lẫn chỉ số tấn công của Palafin đều đã thay đổi với sức mạnh được gia tăng đáng kể so với hình dạng Zero Form trước đó. Trạng thái thứ hai với tên gọi là Hero Form được Palafin biến thành mỗi khi nó tham gia những cuộc chiến. Với hình dạng Hero Form, chỉ số sức mạnh của Palafin sẽ tăng lên rất nhiều. Về tổng quan sức mạnh thì cả hai hình dạng của Palafin đều được giữ cố định ở hai mảng chỉ số sinh lực và chỉ số tốc độ, đều nằm ở mức tốt là 100. Và với các chỉ số còn lại thì khả năng tấn công cùng với phòng thủ thì ở hình dạng bình thường có thể thấy rằng nó khá thấp và không thể nào gây ra quá nhiều sát thương. Nhưng chuyển giao qua hình dạng Hero Form, Palafin chính xác là một tay đấm cực kỳ mạnh mẽ, và tấn công vật lý là 160 cực kỳ cao, ngang hàng với các Pokemon huyền thoại. Kèm theo đó là khả năng chịu đòn cũng đã được tăng cường. Về đặc tính thì nó có đặc tính độc quyền Zero to Hero. Khi ra sân đấu lần đầu tiên, nó sẽ mang theo hình dạng Zero Form. Sau khi rút về bóng và trở ra sân lại lần nữa, nó sẽ chuyển sang hình dạng Palafin này tới cuối trận. Đặc tính này mang lại cho Pokemon khả năng biến đổi rất độc đáo. Và đối với Palafin thì đặc tính này chính là vũ khí bí mật giúp Pokemon này xoay chuyển tình thế với chỉ số cực kỳ cao của mình. Về hệ của Pokemon thì Palafin chỉ mang theo đơn hệ nước. Điều này giúp cho nó giảm được sát thương từ các hệ như là lửa, nước, băng và thép, và chỉ bị khắc chế bởi hai hệ đó chính là điện và cỏ. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon, qua các thông tin mà tụi mình kể trên thì tụi mình nhận định đây là một Pokemon khá toàn diện về mọi mặt khi đang ở trạng thái Hero Form, với điểm sức mạnh cực kỳ lớn là tấn công vật lý và chỉ gặp khó khăn với những Pokemon cỏ và điện, vốn là các điểm yếu có thể khắc phục được nhờ cơ chế Terra. Về mặt hạn chế của Palafin thì chỉ là khi còn ở dạng Zero Form, lúc này Palafin sẽ là một Pokemon khá yếu và tấn công lẫn phòng thủ đều có thể bị kẻ thù tận dụng để kết liễu Pokemon này trước khi nó kịp rút về bóng và biến hình. Và còn điểm yếu cuối cùng, tuy không ít gặp nhưng đối với Palafin là một điểm yếu cực kỳ chí mạng, bởi vì Palafin cần kích hoạt đặc tính để gia tăng sức mạnh, nên khi gặp những Pokemon mang đặc tính Neutralizing Guard, điển hình như là Weezing, sẽ có khả năng vô hiệu hóa đặc tính của tất cả các Pokemon trên sân, thì gần như Palafin sẽ mắc kẹt lại trong hình dạng Zero Form và không thể tận dụng hết khả năng của Pokemon này. Về lối chơi, với các thông tin từ chỉ số cũng như là điểm mạnh điểm yếu của nó thì tụi mình sẽ đưa ra lối chơi như sau. Vì là một Pokemon đặc biệt, cần phải ra sân và rút về bóng để kích hoạt sức mạnh, nên cần ưu tiên cho Palafin ở những lượt đầu tiên, rồi rút về bóng để đảo ra các đồng đội khác hỗ trợ cho việc tấn công. Đến lúc thích hợp thì cho Palafin ra sân với sức mạnh từ Hero Form để tấn công đối thủ. Về đồng đội đi cùng, lối chơi của Palafin đôi phần sẽ rất dễ đoán, vậy nên cũng sẽ có thể trở thành một điểm yếu chí mạng dành cho nó. Để khắc phục điểm yếu này cũng như là tối ưu sức mạnh cho Palafin và các đồng đội, tụi mình sẽ đưa ra những Pokemon sau để đồng hành với Palafin trong chiến thuật này. Pelipper sẽ là một Pokemon hỗ trợ thể tiết và tốc độ cho cả đội hình. Nhờ vào đặc tính tạo trời mưa, có thể giúp cho các đòn tấn công hệ nước của Palafin mang sức mạnh tối đa. Chiêu thức Tailwind là chiêu thức không thể thiếu với Pokemon hỗ trợ tốc độ cho đồng đội. Hurricane hoặc là Weather Ball sẽ giúp tấn công hiệu quả trong trời mưa. Protect hoặc là Wild Guard để giúp bảo vệ bản thân hoặc đồng minh. Acheludon là Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt trong đội hình và sẽ hoạt động cực kỳ tốt dưới thời tiết trời mưa, được hỗ trợ từ Pelipper. Electroshot là chiêu thức tấn công cần tụ lực để gia tăng một bậc tấn công đặc biệt trong lượt đầu tiên, rồi tấn công ở lượt thứ hai,
nhưng nó sẽ chỉ mất một lượt thi triển khi ở trong trời mưa. Flash Cannon là chiêu thức tấn công với sát thương cộng dầu từ staff hệ thép của bản thân. Body Press là chiêu thức gây sát thương bằng chỉ số phòng thủ vật lý, sẽ cực kỳ mạnh khi kết hợp với đặc tính stamina của bản thân. Dragon Meteor sẽ là chiêu thức ưu tiên nên sử dụng khi muốn tiêu diệt lẹ những Pokemon kháng được các đòn tấn công trên. Overkill sẽ là một Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý trong đội hình, có thể thay thế cho Palafin trong một số tình huống. Với đặc tính Swift Swim giúp gia tăng tốc độ khi trời mưa, khiến cho Pokemon này hoạt động cực tốt trong thời tiết và cũng là lựa chọn cực kỳ tốt khi muốn khắc chế các Pokemon hệ cỏ. Gunshot là chiêu thức tấn công hệ độc giúp chống lại những Pokemon hệ cỏ vốn là khắc tinh của Palafin. Liquidation là chiêu thức tấn công được gia tăng sức mạnh nhờ trời mưa. Crunch là chiêu thức tấn công được cộng dồn từ staff của hệ bóng tối. Protect dùng để tạo khoảng trống trong lúc trụ sân. Tisserina sẽ là Pokemon được chọn trong đội hình khi đối thủ là những Pokemon có các chiêu ưu tiên. Nhờ vào đặc tính Queenly Majesty sẽ giúp chặn lại các đòn ưu tiên đến từ đối thủ. Pokemon này cũng sẽ là hỗ trợ tấn công với đầu ra sát thương cực kỳ cao. Power Whip là chiêu thức cực mạnh dùng để đối đầu những Pokemon hệ nước. Knock Off để vô hiệu hóa trang bị của đối phương. Triple Axel là chiêu thức hệ băng dùng để đối đầu với các Pokemon hệ rồng, cỏ, đất và bay. Protect để bảo vệ, giúp đoán được nước đi của đối thủ. Omongus là Pokemon hỗ trợ cho đội hình với khả năng quấy rối rất khó chịu từ những chiêu thức của Pokemon này có thể học, như là Spore là chiêu thức khống chế cực kỳ khó chịu, 100% khiến đối thủ rơi vào trạng thái ngủ. Rage Powder hút chiêu về phía bản thân, đỡ đòn giúp các Pokemon đồng minh. Pollen Puff chiêu thức vừa tấn công đối thủ lại hồi phục máu cho đồng minh. Vị trí thứ tư còn lại sẽ cho nó học chiêu Protect. Chiến thuật. Từ những thông tin trước đó của Palafin và các đồng đội mà tụi mình đã lựa chọn để bổ trợ điểm mạnh và khắc phục điểm yếu cho Palafin, thì chiến thuật cho đội hình sẽ như sau. Chúng ta sẽ lựa chọn trời mưa là thời tiết chính mà đội hình này tận dụng để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Với lối chơi của Palafin thì các đồng đội cần phải hỗ trợ để giúp đảo Palafin ra sân một cách hợp lý. Đi cùng có thể là Omongus giúp hút sát thương, hỗ trợ cho việc ra vào sân. Pelipper sẽ giúp tạo trời mưa, tăng sát thương và gia tăng tốc độ, giúp lấy lợi thế cho đồng minh lúc thích hợp để gia tăng khả năng tấn công tối ưu cho đội hình. Đi cùng với đó là các Pokemon tấn công khác như là Acheludon, Overkill hoặc là Tisserina cho những trường hợp gặp những đội hình và các Pokemon khác nhau. Lúc hợp lý hoặc có Pokemon đồng minh bị hạ gục thì có thể đưa Palafin ra sân để càn quét khi sinh lực của đối thủ đang khá thấp. Trên lý thuyết là vậy, tuy nhiên đây vẫn là một kiểu chiến thuật xoay quanh thời tiết và tốc độ cũng như là kết hợp đặc tính máu chốt của Palafin để dẫn đến chiến thắng. Vậy nên các nhà huấn luyện cần phải có hướng đi phù hợp dựa vào kinh nghiệm của bản thân cho từng trận đấu. Về điểm yếu của chiến thuật, vì là một chiến thuật xoay quanh thời tiết trời mưa nên khi bị đè bởi các loại thời tiết khác thì khả năng của các đòn tấn công cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Hơn hết, đối với đặc tính của Palafin, rất dễ bị đối thủ bắt bài, dựa vào đó thì có thể tấn công chớp nhoáng hoặc là tấn công hạ gục đồng minh ra sân sau đó. Về xây dựng sức mạnh, đối với chiến thuật nói trên, chúng ta sẽ xây dựng chỉ số cho Palafin như sau để tận dụng hết mức sức mạnh của Pokemon này. Về EVs, chúng ta sẽ đầu tư hết vào mạng tấn công vật lý, vốn là điểm mạnh nhất của Palafin, để giúp tối đa sát thương cũng như những cú đấm mà Pokemon này tung ra. Còn lại sẽ đầu tư 188 điểm ở mạng tốc độ để giúp cho Palafin khi mang trang bị có thể nhanh hơn hết tất cả các Pokemon trên đấu trường. Còn lại 68 điểm sẽ vào sinh lực để giúp cho Palafin trụ sân tốt hơn. Vì là một Pokemon tấn công vật lý rất tốt, cùng với tốc độ khá, nên chúng ta sẽ lựa chọn đầu tư tối đa vào tất cả các mạng chỉ số IVs. Về đặc tính thì nó chỉ có đặc tính độc quyền là Zero to Hero mà thôi. Về tính cách thì Adamant cộng 10% công vật lý và trừ 10% công đặc biệt sẽ là tính cách phù hợp để gia tăng tối đa sức tấn công vật lý cho Palafin. Về hệ Terra thì Terra thành hệ lửa sẽ là hệ Terra mà tụi mình lựa chọn cho Palafin, giúp cho nó có thể kháng lại các chiêu thức hệ cỏ cũng như là tránh trạng thái bị bỏng với khả năng làm giảm 50% sát thương vật lý cho các Pokemon theo hệ dùng nắm đấm. Về trang bị thì Choice Cap sẽ là trang bị cần thiết và bắt buộc khi kết hợp với việc xây dựng chỉ số EVs ở trên thì tốc độ hiện có của Palafin sẽ cao hơn tất cả các Pokemon xuất hiện trong Regulation Age, giúp tạo lợi thế hơn về việc tấn công. Về chiêu thức thì Jet Punch sẽ là chiêu thức tấn công có độ ưu tiên là cộng 1, giúp cho nó tấn công trước những đối thủ có tốc độ nhanh hơn hoặc là khi đang ở trong Sick Room. Flip Turn sẽ là chiêu thức tấn công cùng với khả năng rút về bóng, giúp cho việc kích hoạt đặc tính chuyển đổi trạng thái của nó diễn ra suôn sẻ hơn. Wave Crash sẽ là chiêu thức tấn công cực mạnh khi sử dụng trong trời mưa. Ice Punch dùng để đối phó với các tinh của Palafin và các Pokemon hệ cỏ, cũng như là có cơ hội khiến đối thủ bị đóng băng.
Nói nãy giờ rồi thì chúng ta cũng phải có một trận thực chiến để hiểu rõ hơn về Palafin chứ hả? Hiện tại thì vẫn là format cho điện thoại nên là thôi chúng ta cứ chơi tới đi ha. Đầu tiên là bên kia đang có chủ lực là Terrabagos, cùng với lại một số Pokemon khá đáng sợ như là Landorus. Bên kia cũng có Palafin nữa, cùng với Incineroar và Gudengo. Nói chung thì chúng ta vẫn nên tuân thủ theo đúng quy luật mà chúng mình đặt ra, đó chính là cho Palafin ra đầu tiên là cái chắc, cùng với lại Pelipper sẽ tạo ra trời mưa, cũng như là hỗ trợ tốc độ cho đồng đội bằng Tailwind. Để mà có tốc độ nhanh nhất trong trời mưa thì chúng ta nên cho Overquill đi theo, cộng với lại Tissarina vì bên kia chắc có chiêu phay cao của Incineroar hoặc là chiêu Jet Punch của con Palafin bên kia. Rồi, vậy đó, bắt đầu vào trận thôi. Đối thủ đã cho ra Suicune cùng với lại Landorus. Theo tôi đoán thì có vẻ Suicune bên kia sẽ bắt đầu dùng Tailwind để tăng gấp đôi tốc độ cho bên đó. Họ đã bắt đầu Terra, có vẻ là Terra cho Landorus. Chính xác là vậy. Đối thủ muốn làm gì làm, chúng ta cũng phải rút Palafin về trước đã để kích hoạt đặc tính. Và chúng ta sẽ có một Pokemon tấn công vật lý cực kỳ mạnh, ngang hàng với một Pokemon huyền thoại. Và tiếp theo thì chúng ta vẫn nên để dành Overquill trong trường hợp chúng ta cần outrun về tốc độ. Còn Tissarina ra sân lượt này để cố gắng xử lý cho bằng được con Suicune. Vì Tailwind chỉ kéo dài trong 3 lượt, cho nên nếu chúng ta xử được Suicune thì có vẻ chúng ta sẽ nắm quyền kiểm soát tốc độ hơn là Pelipper chống chịu tốt. Và đúng như dự đoán, cả hai bên đều tung ra Tailwind của mình. Tốc độ bây giờ đã bằng nhau rồi, nhưng chúng ta vẫn còn Overkill đằng sau, cho nên là cũng không cần quá lo lắng. Miễn là chúng ta vẫn giữ được trời mưa và Pelipper vẫn còn sống. Bây giờ thì Palafin ra trận để chống lại chiêu Slug Bomb của Landorus. Rất có thể họ sẽ nhắm vào Serena. Chúng ta nên Terra cho nó, với hy vọng rằng nó sẽ không bị gục ngã trước đòn Slug Bomb của Landorus. Và Slug Bomb nó tung ra, chính xác là nhắm vào Serena. Và bây giờ còn trụ lại được chứ, 4 máu. Tuyệt vời. Hy vọng chiêu này sẽ xử lý được. Chính xác là chúng ta đã xử lý được mối đe dọa set up tốc độ của bên kia. Và thế là bên kia đã mất lợi thế về tốc độ với chúng ta, đánh đổi bằng một lượt sống của Tissarina. Hy vọng như vậy sẽ xứng đáng. Palafin thì có chiêu ưu tiên Jet Punch, cộng với lại sức mạnh của trời mưa nữa thì chúng ta cũng không cần quá lo. Chiêu Jet Punch thì có sức mạnh cũng khá tốt so với mấy chiêu ưu tiên khác. Bây giờ thì Overquill, gấp đôi tốc độ trong trời mưa. Bên kia đã nhanh trí rút Landorus về, và có vẻ họ sẽ cho Terrabagos ra sân. Chính xác là vậy. Thật ra thì Palafin đang mang Choice Scarf nên tốc độ của nó cũng khá là nhanh sẵn rồi. Nhưng Terrabagos có khả năng giảm một nửa sát thương khi máu nó đang còn đầy, cho nên chúng ta cùng lắm phải rút miếng máu của nó đã, để sát thương sau này tốt hơn. Wave Crash trong trời mưa, cộng với lại việc giảm một nửa sát thương của Terrabagos. Dù đã giảm một nửa sát thương nhưng nó cũng rút được một nửa cây máu. Tuyệt vời. Với sức công phá này thì Terrabagos cỡ nào cũng sẽ nằm xuống trong lượt sau thôi. Bên cạnh đó thì chiêu thức của Gudengo cũng không mấy đáng sợ đối với hệ nước. Tuyệt vời. Wave Crash một lần nữa nhắm vào Terrabagos và tiễn nó lên đường. Chính xác là vậy. Nói chúng ta không chơi huyền thoại nhưng thật ra Palafin đã là một huyền thoại sẵn rồi. Shadow Ball. Ok, nằm xuống lượt này cũng xứng đáng rồi, hạ được một con Pokemon huyền thoại cơ mà. Bây giờ chuyện còn lại sẽ để cho Overquill cùng với Pelipper lo liệu. Overquill đang nhanh nhất nên rất có thể nó sẽ xử lý được con Gudengo. Và do là cũng mang hệ độc cho nên là đúng rồi, Overquill khá là sợ chiêu hệ đất của Landorus.
Và Pokemon bên nào sẽ đi trước đây? Còn một chút xíu nữa là Landorus đã. Và chiêu này có đủ sức hạ gục Overkill không? Còn một máu. Vẫn còn có thể sống được. Tuyệt vời. May mắn là bên Landorus bên kia không nhắm vào con Pelipper. Dù trong mưa có hết thì chúng ta vẫn đã kịp thời set up được tốc độ. Cho nên lúc này chúng ta đang chiếm lợi thế rất lớn và... có thể nào hạ gục được hai Pokemon đối thủ hay không? Nếu chúng ta nhanh hơn thì chắc chắn là được. Thật ra Overkill cũng có chiêu ưu tiên là Aqua Chest. Cho nên nếu bạn nào lo sợ về việc bị thua tốc độ thì có thể cho Overkill sử dụng chiêu đó. Để kết liễu đối thủ trong những tình huống đối thủ còn có xíu máu thôi và chúng ta đã chiến thắng. Hên chứ Hurricane trong trời không mưa mà đã dẫn đánh trúng. Và trận đấu kết thúc. Tổng kết, với một Pokemon tân binh trong Gen 9 như là Palafin sẽ là một cơn sóng mới lạ, giúp thay đổi đấu trường với những khả năng đặc biệt thú vị cùng với sức mạnh to lớn mà siêu anh hùng trong thế giới Pokemon này sở hữu. Qua chiến thuật trên, có thể thấy Palafin là một Pokemon rất mạnh trong trời mưa. Tuy vậy thì anh hùng này lại phải cần rất nhiều sự hỗ trợ đến từ đồng đội để có thể biến hình. Điều này cũng cho thấy rằng sự kết hợp hỗ trợ giữa các Pokemon là điều cần thiết để giành lấy thắng lợi. Theo đánh giá của tụi mình thì Palafin sẽ là một con sóng lớn đủ sức cuốn trôi tất cả các đối thủ trên đấu trường sắp tới. Vì vậy tụi mình sẽ dành tặng cho Palafin là 5 trên 5 sao qua sức mạnh to lớn ở dạng Hero Form và sự đáng yêu ở dạng Zero Form cho Pokemon này. Ở trên là toàn bộ thông tin mà tụi mình đưa ra để giúp cho các bạn hiểu hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của các Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót về Pokemon này mà mọi người muốn biết thì hãy góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới nha. Đừng quên thì mọi người có thể đưa ra những Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!